Mới đây, YG Entertainment, công ty quản lý của Blackpink bất ngờ thông báo nhóm nhạc hàng đầu K-pop sẽ đến Hà Nội để tổ chức concert. Concert Born Pink sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào hai ngày 29 và 30 tháng 7. Blackpink gồm 4 thành viên Jisoo, Jennie, Rose và Lisa. Cùng với BTS, Blackpink hiện đang là một trong những cái tên dẫn đầu làn sóng âm nhạc Hàn Quốc trên toàn thế giới. Không chỉ nổi tiếng về âm nhạc, Blackpink còn là đại diện của hàng loạt thương hiệu thời trang quen thuộc với giới trẻ. Đây là lần đầu tiên Blackpink đến Việt Nam để tổ chức concert. Chính vì thế, thông tin này đã khiến fan hâm mộ Việt Nam vô cùng phấn khích. Trước điểm đến Hà Nội, Blackpink đã thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink bắt đầu tại Seoul, Hàn Quốc vào tháng 10 năm 2022. Kể từ đó đến nay, concert của nhóm liên tục cháy vé ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Tổng doanh thu của nhóm từ các buổi biểu diễn là hơn 230 tỷ đồng mỗi đêm. Đây là con số chưa từng có đối với các nhóm nhạc trong lịch sử. Concert Born Pink ở Hà Nội sẽ chính thức mở bán vé từ ngày 7 tháng 7 năm 2023.